thường ngày cảnh này ai cũng thấy quen thuộc, nhưng mà bây giờ gặp ngay những cái cảnh sông nước đồng quê như vậy hầu như ai cũng thấy quá trời mát, quá là dễ thương, giống như là hàng xa xỉ. Ước ao cuộc sống sẽ trở lại bình thường như lúc này. Chắc có lẽ ai cũng muốn ước cuộc sống sẽ trở lại bình yên như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video ngắn mà rất là có ý nghĩa.